做特跟最多呢，伊都那个包就去个老师嘛，诶，啊，咱们特囡仔呢，可以说，恁啊，闽南做题多个，个唱，一些题老师做做讲转，不然就俺嘛学老，俺们那学老得得啊，啊，他跟最多呢，伊个表面个老师嘛，转。Tiada nak tahu ni ya. Kepojek siap tu sakian music. Akan lu tak siap. Eh dia lu lang mang ya ni hehehai hi. Di kan itu maya. Hehehai hi kepojek bin dan itu. Hehehai hi effect control de audio keeper audio tu level de source monitor nanti ni ta.Jangan hilai program monitornya, jangan hilai timeline ni. Soan, sebab akan tonton soan. Intinya video akan jadi tonton primer akan di soan. File yang akan kalanga ni buat dulu tengah. Jadi soan sequence kan dia, sequence kan tengah. Tapi ni ni transa kan itu. Kau video size ka, 1080.1080 by 1920 by 1080 polo di tega jangan polis di kesan dolar ni sekunci apa ini hati aja default one hit betul ni tak ni tu aja test dia lah jangan hilai kan kat itu dah low kat dan kor kami lo kok kan kat yang right click na new item dia na sekunci dia naiakan siam teh bukan ni. Aku sempat takkan tinggal dia tu ni. Soan video he tinggal kan lap luang. Nanti soan terang file terang mengkal teh buka. Import kan dia kan control le AI kan dia kan. Tinggal ada logo dan ni dah pun. Tapi kalau boleh klik kan lah. Kadu tu nak terang pun dia logo sampai teh bukan ni. Dia.Or ani lah pun control le IP buat orang ni kan pun kau pernah takkan sampai bukan ini dia. Di kan tu kita soan tinggal video kan edit tu ha kan edit dan kan di tu next step soan hei kan dah lupa tadi kan video kan dulu kan le audio file dan zoom ha soan akhir kan klik kan ha a video akhir kan drag tadi bukan ini di kan ini.Kan video shoot tu, kan video shoot sa size le, helai size siang ha, ini nang to bagian sequence ka. Soan soan keep existing setting hi katin me yang ah, screen hi on ka moy to ke. Ani lah pun, tayang ka double click sama. Ia tayang nak cawta ni source monitor ni kan. Soan source monitor tang ka ni, dia ka cawta satu tebuk tan.Or ani lo pun tangian source monitor tangian, ya tak program monitor ayah ni kecuali itu apa? Dikan orang tu bukan kita yang main dikan orang ta, dikan orang ta. Soan tu lo tu emak orang dia selalu tan kan hantia. Hei helai pol ke kerja tu hei.Klik pa di je tak ngan hehe play head ni ya tak play head hehe dia kata ngan zon zon tu nak play je ya dia nak shoot call tak ya zon a video helai ni kau play tu zon hehe helai hehe atau kalau dia yang tani play button ni akal teh ya kau play ya dia nak akal teh buka zonAni lepas keyboard jangan tekan space bar, haga tekan dia nak kau tekan bukan. Kalau ni tak, cuan, cuan apa cuan? Ini lah yang tool contoh, ini selection tool ni ya, shortcut key to V ni, tapi ni, ini lah yang kita select tu cuan, ini kita select tu cuan, ini tinggal select tu ni ya, cuan, ini
cảm hăng tháng cuối tuần à thì cảm hăng tuổi cho hay lâu nay ngã chẳng razor tôi hiện tại si hay hay ông sẽ phải cho hay cắt na này audio là video cắt na hay cắt cắt play hết cắt tận số mà hết tiền thì cắt hay cắt tận cái này cho anh cho lâu một chút hay tu lâu mà hay tiền cắt play một một ta hay thì hay tiền tiền đủ đủ tay mày là kiểu chung thì không hay hay tiền khá lâu người ta cho anh hay chú tay tu ra nha thì về sự tốt nên họ về sự tốt nên em tin rằng ti cái việc đó không này ti cái việc ta thì thì hẳn ta cho anh thì chỉ sang rằng hiện thì về thấy tốt ta cho nên lại cho anh sao bây giờ khá lâu người ta lấy hiện thế lâu nha cho anh lại bị cái hệ cần xoay lên là hệ thì V1 tiệm hệ thì video ông nó tự động tạo này lại thì nó hệ Photoshop thì nó phải tiệm cho hệ lìa ở ngoài đó ngoài tập tốc của lần hệ bậc hạt đó thì bậc thông V1 V2 V3 ông ta là hệ video của đã ta này cho anh thì nó sẽ biết là V1 là hệ này video của đã ta cho anh V2 hệ video đang cái đã lên được cho hệ ta hệ hết tất cả phần cái chỗ thì á thì hiện có cái đợt tâm ấy thì ở chung ở hà nội ta thì lê à hẳn tâm ấy ta cho anh nghe quan hệ chữ audio tí nàn ta hay lại audio khu sẽ là bị người ta cho anh hay lại ở bằng sở dụng của mình V1 bố là lễ A1 bố là hi thì anh em dễ gần tìm cho anh cần thiết là lúa bia gần đó à he he mi anh tin rằng automatic thì cần trích hàng so với một tổ cần trích hàng tại hệ nào đó anh ta mi cứ là dân V1 này cái A1 này hết đấy cái so với thì đang truy với về anh em cái play thì có bóng phê mà ở em đâu là cả à video truy lệ à audio truy chân là hai lúc phê về ta mi time này à tiền khá là nghe tin à bull chọn tập thể anh sẽ cần nhiều vàng nên hay là hiện hay workspace rồi xong tập chúng ta mình chú tham chuẩn bị các phòng ở tối nay à trên thì cái mà nó có một cái custom thế này chúng tôi muốn tập cái tập cái item các phòng trên là vàng cái tụt ta cái set ta cho hay project bên này á hay media browser mình ta đi thì làm đi hard drive của mình và browser khác nha hay library in 40 thì nó effective à rồi chú à phải có hiện mà là ai là cái mà nó cái thằng là chỗ này cái đủ này cái tàu smart này pretty cái tàu cái điều browser có effect đến cái đó thì khác cho nên cái thằng hiện tàu smart đó ông mà effect của ông có cái effect control panel cũng thế thì effect control panel ông để chú tại hiện video hiện effect cái bên nào khác effect khâu khác thì cái giá sản cái thì xịt sỏi luôn mà hay lại hay lại trong hiện các cái tấm ấy thì này cho anh ta audio clip meter or mixer cũng thì mạnh chứ không để ta chân nhận mix cả hiện thì nó hay audio tree ta hay ta selection tree hiện thì về data này hay chắc tiền cái tài khoản nha cho anh chưa là lẽ chân trang cái chứ hay lại scroll bar rộng người ta hay ta hiện tại đang hiện scroll thì cần cho nên chú là và trong cái để em làm chơi lại mình mà đặt lên snap tay step in timeline thì hiện tại hay có off cho anh hay cái thì chơi thiên hay lại hay im một tiếng em ạ hay âm mưu rồi đi đâu hay cái thì hiện hay à snap chặt chặt lâu nhà ta chặt chặt lâu mình video để video em cài lên zone này hay có on lại cho anh hay thiên hay các tổ chức chính phủ thì có nói chuyện em và âm thế song song đây cái bar zoom à sử dụng là sử dụng chung mà mình làm song 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 arm đang mà cái ý zoom là song song thì sau này dream riết dễ lắm anh tung thế song họ tiếng hàn ông ta này hay trang cái em và anh sử dụng thử đó và video photo để bộ những cái là hàn để học thử đó em đẹp chưa nhỉ cho anh hết lại hiện phần tổng này sudden over right sequence sống để ta hết chút các cái over luôn thì là cho anh cái phần link selection hiện tại này thêm mi lâu hết cái turn off về mà hay em là hay thì
link selection chu kata no sa amal te te hen te na select ta ni abu sa ga audio ne na om ani ta ni audio chu am ta ga chu it is select the bon mai ta ni pa pa mai lo wa te ga ko chu na pot le ta atol tat atol tur ve na ka ni na audio le audio audio le video lip sync bo le na ten kata on le na kata no to na jan hei thien amai nei ata poli nei selecta ni so chuan kata off lenga la le ma na hei ti hian han la ke na ran selector ni so chuan helai hian in display setting on ta ni time display setting and it click ma helai hian hei so video thumbnail ti te so video keyframe ti te on ta ni video hun te effect ti ta ni ei ke chonin a thumbnail ve te ki frame ti ke software ta thang chu mon tar lien ka hana mon ta pa tai tam ka hana wa khan le editing na mi pui em ta ni e pia video hi lai lo lang ang hian in ma thumbnail lang lo ang hian om reng don lo wa ei te ka ti len hian e mouse e keyboard alternative key le scroll ma scroll option e mouse mi kha han ti la tai ai da it channel da zo na hian in ha ya han da la kar sar hi te chuk le zo chuk le mai kan scroll khan e anom dien ta mai ta hai e a tham le khi lo lang me ta ni tin e video key frame ka ti chu hei helai mi a video key frame kan ti chu helai line rank kham riat te hi ni ta e hian in opacity a ve ve a opacity ti chu a video alan fiele fiele da na te ti kha na kong ro ka so le dan ti chen kan ipo se next sa lu cham la ki cham de win gan ti le nga I to te te kan ti lo chen a thui do mu ta ve le kha ta I fix se na ni la wa next video lo chang le nga next video chuan I thought as well in continuing.